Mấy sáu giờ 20 rồi. Nó chơi rồi cả nhà. Dạ. Vét nồi luôn. Cháu không luôn hả cho. Hết cháu rồi chú ơi. Sạp sành xanh rồi. Ngày bây giờ cháu không phải vét lại đây cả nhà. Đó, cái này là tinh hoa luôn nè. Nguyên một ngọt to luôn á, đèn nè, tốt trên đây luôn nè. Muốn ăn cháo là phải thức sớm. Một buổi sáng tại xã An Châu, Châu Thành, An Giang. Trước màn hình quý cô chú anh chị là con kênh Chắc Cà Đao có độ dài lên tới 26 km. Cháo ở đây thì nó ngon hơn mấy chỗ khác. Là khuya là heo đang mặn, đậu kia là đem ra luôn, heo nóng ok luôn, rất ngon. Mỗi ngày con Hòa sẽ mở bán vào lúc 4 giờ sáng và khoảng chừng 6 giờ hơn là sẽ hết. Người dân ở đây cực kỳ yêu thích cháo lòng của cô Hoa, cho nên sáng nào cũng lại đi ăn. Ngoài ra cô Hoa còn có bán cà phê, cho nên các cô chú thường hay ngồi ở đây ăn sáng xong và uống cà phê thưởng thức một buổi sáng tại xã An Châu. Còn bây giờ, quý cô chú, anh chị và các bạn hãy cùng mình trải nghiệm không khí náo nhiệt tại quán cháo lòng của cô Hoa và cùng mình thưởng thức một tô cháo lòng đặc biệt thơm ngon nha. Hồi cấp mới thì cháo mới chín á, là để hành là rất là ngon á, nhìn thấy thèm luôn á. Cấp này là quậy từ nhừ chứ. Mày. Cháo có bự ha. Mà cháo con nấu tới 3 kg. Sáng làm nấu đầy dung luôn. Đầy dung luôn. Mà 4 giờ mấy là mình có cháo rồi hả cô? 4 giờ mấy. Dạ. Hiện tại là tầm 5 giờ rưỡi là hết, giật hết nửa nồi. Con nói cô bán tới 7 giờ hết rồi. Mấy bọc, con mấy bọc là cân. Ê, mấy bọc cân. Dạ con 2 bọc. Còn cháo mình bán bao nhiêu một tô cô? 15 ngàn. Dạ, có 15 ngàn thôi. Cô để thịt thà nhiều lắm luôn á. Cô để nhiều, cô dạ. Để tới mười mấy miếng thịt. Có đến. Vâng. Dạ. Còn để một tăng cái gì? Cái này chắc mình bán cũng lâu rồi cô ha. Cô bán mười mấy năm nay, hai chục năm, mấy ba chục năm rồi. Thì nhỏ là trai năm nay ba mấy tuổi rồi, bán chứ. Hai mấy ba chục năm luôn. Nhỏ này ở đó còn cái xíu gì vậy đó. Dạ. Quá cháu rồi, mua con chậm con rách rồi, đâu có rồi. Một nồi nhiều cô bán tầm 2 tiếng hơn là hết rồi. Sao mình không nấu nhiều hơn mà bán tầm tới 7-8 giờ luôn cô? Quán quen bán giờ tới giờ đó nghỉ là quen. À. Rồi thành ra bán về, nấu về nó bán hồi trưa. Dạ. Rồi, một tư cháu. Đây cô bán tô cháu lòng nhiêu cô ạ? 15 ngàn. 15 ngàn anh Thâm. Ngon quá. Cái gạo này đợt này cô nấu nó không được ngon không? Dạ. Nó là nhừ. Chứ thường thường nấu gạo sóc kia thì nó ngon hơn. Gạo lực này đưa lộn gạo con. Thôi là cái hạt nó sẽ to hơn cô ha. À, cái kia gạo sóc kia nó ngon, nó nấu nó không nhừ cái gì. Còn đợt này cô nấu nó đưa lộn gạo cho cô, nấu nó không bằng như mọi khi. Đây có bờ kè, nó mát rộng rãi.
con ăn con kêu cô sắc thịt rồi. Dạ. Cô 4 giờ mấy mình bán là chắc mình thức sớm để làm đúng không ha? 2 giờ mấy cô thức ra. Dạ. Bằng thịt thì nó rất là lâu, tại bằng kỹ mới được. Không kỹ nó 2 giờ mấy là phải thức làm rồi. 2 giờ mấy cô thức. Dạ. Cháo siêu to luôn á. Bán tầm 2 tiếng hơn. Con ở đâu đặng? Ở bên. Dạ mấy con mình chào mới. Để hợp hà nhiều lắm luôn á. 15.000 một tô. Thôi đấy thật nhiều. Dạ. Lại bán mới là nhiều. Dạ. Bán rồi cháo lại. Cái mặt bằng mình nhà nữa con nhà không. Dạ. À bởi thành ra cô bán cũng nói ra chứ là mấy đứa nó xúm nhau nó mằng tiếp chứ gặp mướn cũng có lời nữa. Dạ là người nhà mằng không về nhà chứ mướn thì chắc không có lời à. Mình cũng ăn sớm rồi ha cô, 4 giờ ở đây bán sớm lắm. Tại vì công nhân người ta đi làm nhiều. Dạ. Như là ta đi màng riết, ta ra ăn sớm rồi. Tầm 4 giờ rưỡi mình có chưa cô? 4 giờ rưỡi có à. Dạ. 2 giờ 10 cô thức rồi mà đều tới 4 giờ mấy mới có cháo được. Tại cô màng thì nó lâu. Cô mình bán là nguyên tuần luôn, mình có nghỉ ngày nào không? Cô nghỉ mấy ngày ăn tương thôi mà. Dạ. Ngày nào cũng bán hết. Nhà bán là gần 30 năm nay à ha. Vâng, em đó nó hỏi cô bán cháo bao lâu rồi, nó bởi vì ăn là biết. Cách tới ăn tại chỗ hay là mua về cái gì nó vậy? Cả nhà xem một cái nồi cháo như thế này cô bán trong vòng 2 tiếng mấy là hết rồi hả? Đúng rồi. Nồi cháo đầy dung á. Dạ. Dạ. Ít hơn nửa nồi nữa chứ. Mấy con là tranh thủ là 4 giờ đi rồi đó. Không ở đây là cũng dễ. Giờ này chỉ mới có 5 giờ rưỡi thôi đó. À. Ở đây chủ yếu là cô bán cho mà lao động nhiều á Thanh. Lao động nhiều. Khách dân lai nhiều. Mấy người ở xa xa rồi phải ăn nhiều lắm. Dạ. Bị khô. Thịt này là cô vừa làm xong là cô đem ra bán. Làm rồi. Bán liền. Dạ. Tại vì cô lấy ở trong lò heo mới không ạ? Dạ. Lò mình đem lại cho mình luôn cô. Đem lại. Dạ. Cái này là hột mít cha gan trắng. Khách kêu là mình lấy thập cẩm luôn cô ha. Lấy thập cẩm hết đủ thứ cho người ta. Chừng nào có món nào ta không ăn á thì người ta kêu. À, nhìn hấp dẫn á. Qua tuôn đợt này là sáng chút nữa là đông. Dạ. Thì một tua đó hả con.
Dạ. Con làm cho con hai tô. Ủa sao ăn có hai tô? Ba nó ba người mà. Dạ. Còn em không? Dạ, anh của con bữa nay không có đi. À, dạ. Dạ. Rồi, rồi. Đi sớm quá không có đi vậy. Ở đây mình có bán cà phê luôn không? Có luôn. 15 ngàn một tô thôi cả nhà. Đưa bên đó đi, đưa bên đó đi, rồi tới bên đây. Đưa bên đó đi, để sắt. Đến giờ trường cho con ăn. À, giờ trường nữa không? À. Cái này là mình bán như thế nào cô? Không, cái này tại trong lò mấy đứa nó đưa ra ăn. À. Nó đưa nó cho cô ăn. Dạ. À. Cái hồn là cũng hiếm có hả con ha? Dạ, nè, múc cho con. Rồi. Cô ưu đãi nha cả nhà. Cô cho mình giờ trường nè. Ở đây là do là mình làm nhà không, rồi không làm có mặt bằng nữa, cho nên là bởi cô bán mới nghe nói có ai mới được không? Dạ. Chứ theo như mướn này kia là con. Dạ. Hầu như là mọi người ở đây á, mình thấy là không ăn đũa nha nha. Đũa là mình mới chạy vô mình xin đó. Là mình ăn đũa quen, mình chạy vô mình xin hai đôi nè. Lúc mà cô bán cho mình đó là cô có để giá sẵn cho mình rồi. Thì ra ngoài đây mình có thêm giá mà ra không ở đây cả nhà. Mình có ra ngoài ôm nè, rồi rau quế ha, và ngò gai nữa. Còn thêm cái giá nữa đây cả nhà. Còn đây là tô cháo 15k của mình. Wow. Cái nhà thấy đã không? Mình có cái phần dồi trường ấy nha. Đây nè, dồi trường nè. Cái này là cô cho mình nha. Cô nói là ở trong lò người ta giao ra, người ta cho cô để cô ăn. Thì cái này cô cho mình miếng nè. Đấy, cái phần dồi trường này cả nhà. Này ngon lắm. Thì cô cho mình để mình ăn ấy ha. Ăn cho ngon miệng. Đây, còn lại là cái phần nguyên liệu của tô cháo 15k. Nhiều lắm cả nhà. Ôi, nhìn là tức pin không đúng anh Thanh ơi. Mình kêu cái tô cháo này xong ấy, cái mình để đây cả nhà, mình để sẵn luôn nè. Rồi mình đi vòng vòng mình quay nãy giờ đó, mà ra cái nhà thấy khói nó bốc lên không? Đó, cái hơi khói bốc lên nè. Wow. Rất là nóng luôn. Rồi mình sẽ thử miếng cháo ha. Cháo ở đây cô nấu nguyên một cái nồi như vậy luôn là cô nấu 3kg nha cả nhà, 3kg. Thì cái nước cháo này của mình á, mình thấy là nó lỏng lỏng nha. Đây, nó hơi lỏng lỏng ha. Cái phần hạt cháo ở trong thì ít nhưng mà đã được cô rang lại rồi. Ăn nó cũng cầm cái miệng cả nhà, nó lịnh miệng mình. Còn lại là cái phần hành đây cả nhà, nó làm cho cháo mình nó thơm ha. Cô nấu hành rất là nhiều luôn. Một chút huyết. Trong đây trong cháo của mình nó có một chút huyết bể ra nữa. Còn đây là cái miếng huyết to luôn nè. Nước mắm thì mình dùng nước mắm mặn và ớt bằm ra. Thường thì ăn cháo lòng kiểu này rất là ngon cả nhà. Đây, để mình lấy phần dồi trường. Chua trường chấm mắm mặn. Cái phần dồi trường này cả nhà nó giống như là cả nhà ăn cái rau của con bạch tuộc luôn ấy, nó giòn vậy đó. Cả nhà bỏ vô ăn sực. Mới ăn vào tưởng đâu là mình đang ăn hải sản không ấy. Dồi trường này nè. Wow. Làm miếng nữa nha. Thank you.
Cái mà từng ăn cái rau của con bạch tuộc á, bạch tuộc to cả nhà, cái rau mà to to hơn hơn con gái của mình chút xíu thì ăn nó cảm giác Iran như vậy đó, chứ là cái mùi vị nó khác thôi nha. Nhiều lắm cái nhà ơi. Ừ. Ăn nãy giờ mà còn nhóc hết trơn anh Thanh ơi. Còn có 15. Dạ. Siêu rẻ luôn á. Ở đây mình có miếng gan nữa nè. Cái nó to có 15.000. Dạ. Chưa, cô nói của em là với em là cô giảm lại đó. Cô nói là tới 7 giờ mấy, tôi nói là bán tới 7 giờ mấy. Mà thường 6 mấy hết anh ha. Dạ. Anh ấy, anh nói ở đây cô thường hay bán là tầm 7 giờ hết cả nhà. Dữ lắm rồi đó. Đây chủ yếu là khách lao động nha, nên là cô bán rất là sớm luôn, tầm 4 giờ rưỡi là cô đã mở bán rồi. Mà phần lòng của cô bán rất là tươi luôn. À. Nghĩa là bên lò người ta giao ra là cô bán liền. Tại lò là bằng hàng ngày đó nha. Kêu bằng đồ nóng luôn anh Thành. Lòng ở chỗ cô á, cái nhà ăn là giòn, sực mà không có đắng, không đắng luôn, có cái mùi đặc trưng của lòng. Này, mình thử một miếng là cả nhà biết liền ha. Lòng phèo đây cả nhà. Cô nấu là cái nhà có thể nhai nhuyễn cái phần phèo ra luôn. Mình sẽ chừa lại một ít dầu trường nha, để cho em Giao ăn, em Giao biết. Tại hồi nãy cái tô của em Giao là không có cả nhà. Nên dầu trường còn nhiều lắm. Không gian ở đây ha, sáng là gian chạy là sáng ở đây, buổi sáng mát anh Thanh ha. Trong lành luôn á, thích sống luôn nha. Bên kia là trường tiểu học A thị trấn An Châu, ở đây là thuộc An Châu, Châu Thành, An Giang cả nhà. Bên đây đoạn đường của mình nó gọi là Hoàng Sa đó cả nhà, hướng mà cả nhà đang nhìn đó là Trường Sa cả nhà, đó đoạn đường Trường Sa. Thì qua bên đây, bờ bên đây mình đang ngồi là Hoàng Sa á. Do mình ở cách cô cũng xa cả nhà, sáng 4 giờ mình thức rồi, là mình nghĩ là mình qua mình sẽ kịp quay cháo của cô. Mà mình qua tới là cô bán được nửa nồi. Wow. 4 giờ mấy là cô đã mở rồi mọi người ơi. Hôm nay là tầm 5 giờ mấy đó là hết nửa nồi đó. Quý ở đây là cô nấu mềm, thơm, rất là ngon. Siêu nhiều luôn á. Cô cháu của em Giao cũng ngồi ở cái nhà. Thì
mình cũng xin kết thúc video tại đây để em Giao cùng vào ăn với mình nha. Cảm ơn cả nhà đã xem đến giờ phút này, like ủng hộ cho mình và em Giao cho cả nhà ơi. Xin phép buổi bye cả nhà nha. Bye cả nhà nha.